Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự 9 giờ 30 phút của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. 27 tỷ đồng là số thu phí hạ tầng cửa khẩu mà Ban Quản lý Khu Kinh tế thực hiện được trong 5 tháng đầu năm. Tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, Bình Quân mỗi ngày có gần 300 phương tiện tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, chỉ bằng 70% so với trước thời điểm có dịch COVID-19. Trong khi đó, theo nghị quyết số 13 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giảm mức thu đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh. Do vậy, số thu phí hạ tầng cửa khẩu đã giảm đáng kể. Năm 2023, Ban Quản lý Khu Kinh tế phấn đấu thu phí hạ tầng cửa khẩu đạt 184 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu đề ra, từ nay đến cuối năm, năng lực thông quan hàng hóa phải đạt gấp đôi so với hiện nay. Những giải pháp chính được tỉnh Lào Cai triển khai nhằm cải thiện năng lực thông quan hàng hóa là đẩy mạnh xây dựng cửa khẩu số, đầu tư hạ tầng, thu hút các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu. Năm 2023, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng được chọn triển khai mô hình thí điểm xã thông minh đầu tiên của tỉnh Lào Cai. Việc xây dựng thí điểm mô hình chuyển đổi số tại xã Gia Phú nhằm triển khai thành công chuyển đổi số cho chính quyền cấp xã, đảm bảo đồng bộ hiệu quả, đáp ứng các nhiệm vụ trong giai đoạn tới với 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Xây dựng xã nông thôn mới thông minh, góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa khu vực nông thôn và thành thị, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong chính quyền xã, giúp người dân tiếp cận các nền tảng công nghệ số trong sản xuất kinh doanh và các dịch vụ giáo dục, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh từ xa. Thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với huyện Bảo Thắng xây dựng, ban hành bộ tiêu chí đánh giá thí điểm mô hình chuyển đổi số tại xã Gia Phú. Hàng quý đánh giá kết quả thực hiện thí điểm, triển khai nhân rộng đối với các chỉ tiêu mang lại hiệu quả kinh tế xã hội. Thời gian qua, tại nhiều tỉnh thành xảy ra các trường hợp sử dụng thuốc lá điện tử gây tổn hại tới sức khỏe, đặc biệt là lứa tuổi học sinh. Tại Lào Cai, tình trạng kinh doanh thuốc lá điện tử vẫn diễn ra công khai cả trên mạng xã hội và ngoài cuộc sống. Lực lượng quản lý thị trường đang có những giải pháp để tăng cường quản lý mặt hàng này. Gõ từ khóa vape Lào Cai, ngay lập tức đã hiển thị những hội nhóm trang mua bán trên Facebook như thế này. Trong vai một người mua hàng, phóng viên được tư vấn rất nhiều sản phẩm với đa dạng mùi hương khác nhau và đặc biệt còn có thể tặng cho học sinh cấp 3, trung học phổ thông. Con cấp 3 thì nó thoải mái, cấp 3 thì nó hút những cái này nó bình thường. Cấp 3 thì không mấy, chỉ có 2, cấp 1 thôi. Cấp 2 không bán, cấp 3 thì bọn nó mổ suốt. Theo người bán, đây là cửa hàng có quy mô lớn nhất tại Lào Cai và đã từng bị xử phạt, thu giữ và tiêu hủy hàng một lần. Mở xa trường cấp 2, cấp 3. Chung là mình bán để ít hàng thôi. Trước những nguy cơ tiềm ẩn, đầu tháng 5, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành công thương, quản lý thị trường, hải quan tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu, mua, bán, kinh doanh sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, xì xa. Cục Quản lý Thị trường tỉnh cũng yêu cầu các đội quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đồng thời tuyên truyền, phổ biến tác hại của thuốc lá điện tử trên địa bàn. Trong thời gian vừa qua thì lực lượng quản lý thị trường Lào Cai đã ban hành 2 văn bản để chỉ đạo đối với các đội quản lý thị trường trực thuộc về việc kiểm tra tăng cường việc kiểm tra kiểm soát và xử lý đối với mặt hàng thuốc lá điện tử trên địa bàn. Ngoài ra, lực lượng quản lý thị trường cũng đã phối hợp với lực lượng công an để cùng kiểm tra kiểm soát và xử lý mặt hàng này. Đề nghị Sở Thông tin Truyền thông sẽ phối hợp với lực lượng quản lý thị trường và lực lượng công an trong việc quản lý các cái hoạt động buôn bán hàng hóa đó là thuốc lá điện tử trên các trang mạng xã hội. Công tác quản lý kinh doanh thuốc lá điện tử vẫn còn nhiều khó khăn khi phần lớn đối tượng hoạt động online, mua bán qua hình thức giao hàng hoặc nhỏ lẻ tại điểm kín. Bởi vậy, cùng với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, của nhà trường, người dân cần ý thức rõ về những tác hại của thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện tới sức khỏe, có biện pháp phát hiện, ngăn chặn kịp thời việc sử dụng thuốc lá điện tử, nhất là trong học sinh, sinh viên. Xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng thành lập được 6 loại mô hình bảo vệ an ninh trật tự tại 16 điểm trên địa bàn, trong đó có 2 mô hình điểm của tỉnh và của huyện. Trì Quang là xã đầu tiên của huyện Bảo Thắng thành lập mô hình camera an ninh với 16 camera công cộng do công an xã quản lý. Đây là địa phương được tỉnh chọn làm điểm triển khai mô hình móc khóa an ninh. Sau hơn 1 năm triển khai đã có 127 cuộc gọi của người dân đến số trực ban của công an xã.
trong đó có 10 cuộc tố giác hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Công an xã đã tiếp nhận xác minh và lập hồ sơ đưa 12 đối tượng nghiện đi cai nghiện tập trung. Các mô hình khác như thôn tự quản về an ninh trật tự, dòng họ tự quản, khu vực giáp danh an ninh trật tự đều duy trì hoạt động hiệu quả, góp phần đưa Chỉ Quang thành điểm sáng về an ninh trật tự. Tại Lào Cai, với sự phát triển của hệ thống y tế dự phòng từ tỉnh đến cơ sở, việc phát hiện, chẩn đoán, điều trị và quản lý các bệnh không lây nhiễm đạt nhiều kết quả. Toàn tỉnh hiện đang quản lý điều trị cho trên 12.400 người bệnh mắc tiểu đường. Mỗi năm, ngành y tế tổ chức khám sàng lọc cho gần 20.000 người có nguy cơ, phát hiện gần 700 trường hợp mắc tiểu đường. 100% trạm y tế các xã phường đã thực hiện quản lý điều trị bệnh tăng huyết áp với trên 22.200 người được phát hiện, quản lý điều trị cho hơn 19.200 người. Tỷ lệ bệnh nhân được khám định kỳ, cấp thuốc uống đạt gần 75%. Bệnh không lây nhiễm được theo dõi, quản lý điều trị hiệu quả từ tuyến cơ sở, góp phần giảm thiểu tình trạng quá tải cho tuyến trên, hạn chế các biến chứng nguy hiểm thường gặp, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người bệnh. Nhận được sự hỗ trợ đắc lực của các bệnh viện tuyến trung ương trong công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, Bệnh viện Nội tiết tỉnh từng bước nâng cao năng lực, trình độ, đáp ứng nhu cầu khám, điều trị bệnh chất lượng cao cho nhân dân trong và ngoài tỉnh. Nhận thấy khối u tuyến giáp lành tính từ 2 năm trước tăng kích thước, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Sau khi được các bác sĩ tư vấn, chị Đỗ Thị Lan quyết định loại bỏ khối u bằng phương pháp đốt sóng cao tần tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh. Lúc mà bắt đầu vào làm thì cũng hơi hồi hộp, nhưng mà bác sĩ thì nói chung là mọi người này là cũng cẩn thận. Chị lúc đốt thì nó đã cảm giác nó đau thôi, đau buốt, chỉ mất tiếng cái lúc mà gây tê thôi, lúc đấy nó khàn nó mất tiếng thôi, xong cái hết tê cái là bình thường. Với nhiều kết quả khả quan như ít xâm lấn, không để lại sẹo, thời gian nằm viện ngắn, đốt sóng cao tần đang là phương pháp mới hiện đại nhất hiện nay trong điều trị u tuyến giáp lành tính. Kỹ thuật này được Bệnh viện Bạch Mai chuyển giao từ tháng 8 năm 2022 và đến nay đã có trên 100 người bệnh được can thiệp điều trị thành công tại tỉnh. Kỹ thuật này khi mà triển khai thì cũng đã đạt được những cái hiệu quả rất là khích lệ. Thứ nhất là mình đã đốt khoảng 100 ca. Đấy thì bệnh nhân coi như là 100 ca đấy không phải mổ. Và chi phí ít, bệnh nhân không bị ảnh hưởng nặng nề về tâm lý. Và mình đấy là một kỹ thuật chuyên khoa sâu và đã điều trị ngay tại cái tuyến này và được nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai và tỉnh Lai Châu là họ cũng rất là gọi họ quan tâm và họ đã tin tưởng. Dưới sự hỗ trợ của Bệnh viện Nội tiết Trung ương, từ đầu năm đến nay 20 lượt bác sĩ điều dưỡng của Bệnh viện Nội tiết tỉnh đã được đào tạo ngắn hạn về chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân đái tháo đường. Kỹ thuật siêu âm chọc hút tế bào tuyến giáp. Thời gian tới, trong hợp tác y tế toàn diện, bệnh viện sẽ tiếp tục được hỗ trợ đào tạo, chuyển giao nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu khám điều trị bệnh cho nhân dân. Bệnh viện Nội tiết Trung ương muốn đầu tư đó là những cái mà rất là gần gũi với các cái bệnh mà hay có ở địa phương, ví dụ như là đái tháo đường và những biến chứng. Thứ hai nữa là bệnh nhân biếu cổ, thì trong đó có bệnh nhân là Bajado, có những bệnh nhân là biếu nhân tuyến giáp cần phải có chỉ định phẫu thuật. Và trong cái chẩn đoán thì cái việc chọc hút tế bào thì đây là một trong cái gọi là tiêu chuẩn vàng cho cái việc chẩn đoán, để giúp cho cái nào bệnh nhân có thể theo dõi, cái nào bệnh nhân điều trị tại đây và cái nào thì cần phải chuyển đến tuyến trên. Cùng với các bệnh lý nội tiết, chuyên ngành tim mạch, giải phẫu bệnh cũng là nội dung được Bệnh viện Nội tiết tỉnh chú trọng hợp tác, đào tạo với các đơn vị y tế tuyến trung ương nhằm nâng cao chuyên môn, tay nghề cho đội ngũ y bác sĩ, giúp người bệnh được hưởng các dịch vụ y tế cao, chuyên sâu ngay tại tỉnh. Chuyển sang các tin tức trong nước. Ngày 15 tháng 6 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức lễ khởi động chiến dịch truyền thông thanh niên với văn hóa giao thông trên mạng xã hội. Chiến dịch tập trung tuyên truyền nâng cao hiểu biết cho thanh thiếu niên về luật giao thông và các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm khi tham gia giao thông đường bộ. Chiến dịch sẽ tiếp cận thanh thiếu niên bằng các kênh mạng xã hội theo hình thức dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp thu. Đặc biệt, cuộc thi thanh niên đã uống không lái trên nền tảng mạng xã hội TikTok được kỳ vọng sẽ tạo ra những xu hướng lan tỏa thông điệp đã uống rượu bia không lái xe trong cộng đồng xã hội. Chiều ngày 15 tháng 6, tại ga liên vận quốc tế Kép, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang, đã tổ chức lễ xuất hành vận chuyển chuyến vải thiều đầu tiên xuất khẩu bằng đường sắt sang Trung Quốc. Chuyến tàu mang theo 3 toa hàng với 56 tấn vải thiều tươi.
đã mở ra một kênh vận tải mới, một hướng đi mới thuận lợi cho các doanh nghiệp, thương nhân và người sản xuất vải thiều Lục Ngạn, giảm thiểu quãng đường, thời gian, chi phí và các thủ tục hành chính về hải quan, kiểm dịch, từ đó giảm tải áp lực, sự phụ thuộc vào hoạt động vận chuyển, xuất khẩu bằng hệ thống đường bộ qua các cửa khẩu như hiện nay. Đồng thời, đây là bước chuyển quan trọng về phát triển logistics của tỉnh Bắc Giang gắn với cải cách hành chính, các dịch vụ công về thủ tục hải quan, kiểm dịch hàng hóa, xuất khẩu được thực hiện ngay tại địa bàn tỉnh. Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất Bộ Giao thông Vận tải cho lắp trạm cân xe tự động tại các dự án đường cao tốc đang triển khai thi công để phạt nguội xe quá tải. Hiện tại, dự án BOT quốc lộ 1 đoạn Tránh, thành phố Biên Hòa, đường cao tốc Nội Bài Lào Cai đã sử dụng các bộ cân tự động cân xe ở tốc độ cao để kiểm soát xe quá tải. Tại đường tỉnh lộ 741 tỉnh Bình Dương, lắp trạm cân cố định tốc độ cao. Thành phố Hồ Chí Minh có dự án hệ thống các trạm cân xe tự động trên địa bàn thành phố. Quá trình hoạt động cho thấy các bộ cân xe tự động kiểm soát tự động 24/24 giờ trong mọi điều kiện thời tiết, giám sát 100% số lượt xe chạy qua đoạn đường đặt thiết bị cân, khắc phục được các hạn chế của các trạm cân xe lưu động, cân sách tay hiện nay, như kinh phí vận hành lắp thấp, đảm bảo tính khách quan, là biện pháp phòng chống tiêu cực nhũng nhiễu hiệu quả do không tiếp xúc trực tiếp với người vi phạm, tình trạng xe quá tải nhanh chóng được ngăn chặn. Công an huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo hơn 1 tỷ đồng. Cụ thể, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 13 tháng 6, ông Bạch Cầm Hờ trú tại khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, nhận cuộc gọi từ người lạ tự xưng là công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, yêu cầu ông Hờ phối hợp điều tra do vướng vào một vụ án ma túy với số lượng lớn. Bằng nhiều hình thức đe dọa, chúng yêu cầu ông Hờ rút toàn bộ tiền tiết kiệm chuyển vào số tài khoản chúng cung cấp. Khi đang giao dịch tại phòng giao dịch Liên Việt Postbank Tuần Giáo, nhận thấy ông Hờ có các biểu hiện khác thường, kiểm soát viên đã tạm dừng giao dịch, báo cho công an huyện phối hợp tuyên truyền giải thích để ông Hờ hiểu rõ thủ đoạn lừa đảo, không chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng. Bất chấp phải đối mặt với sức ép gia tăng trong việc để Thụy Điển gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn nhất quyết không suy chuyển quan điểm cứng rắn của mình. Trong một phát biểu, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói rõ Thụy Điển có những kỳ vọng riêng, nhưng điều đó không có nghĩa Thổ Nhĩ Kỳ phải có nghĩa vụ đáp ứng. Ông kêu gọi Stockholm tiếp tục thực hiện đầy đủ các cam kết của mình trước khi được chấp nhận gia nhập NATO. Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập NATO từ tháng 5 năm ngoái, cùng thời điểm với Phần Lan. Tuy nhiên, trong khi Phần Lan đã được kết nạp vào tháng 4 vừa qua, thì Thụy Điển vẫn bị hai trong số 30 nước thành viên NATO phản đối, gồm Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary. Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 26 đã khai mạc vào ngày 15 tháng 6 tại Nga theo giờ địa phương. Theo chương trình, diễn đàn gồm hơn 140 sự kiện, hơn 1.000 người điều hành và diễn giả phát biểu, thu hút sự tham gia của khoảng 17.000 đại biểu đến từ 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Diễn đàn năm nay tập trung thảo luận về những xu hướng và triển vọng chính, những thay đổi mang tính hệ thống đối với nền kinh tế toàn cầu. Các dự án kinh tế toàn cầu cũng sẽ được thảo luận tại diễn đàn năm nay, đặc biệt là giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu, khối BRICS, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, Cộng đồng các quốc gia độc lập. Diễn đàn sẽ bế mạc vào ngày 17 tháng 6. Cơ quan Liên Chính phủ về Phát triển cảnh báo, trong năm nay cuộc khủng hoảng lương thực sẽ leo thang trên khắp Đông Phi và khu vực sừng châu Phi. Theo báo cáo của cơ quan trên, có tới 30 triệu người ở hai khu vực trên dự kiến sẽ cần nhận được hỗ trợ lương thực nhân đạo. Ngoài ra, hơn 83.000 người sẽ đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột và hạn hán nghiêm trọng nhất. Hiện tỷ lệ đói ăn ở khu vực này đang ở mức báo động và có liên quan chặt chẽ với các điều kiện khí hậu cực đoan, thiên tai, xung đột và mất an ninh, cũng như các cú sốc kinh tế. Do đó, giới chức khu vực kêu gọi cần thực hiện các hành động táo bạo hơn để xây dựng khả năng phục hồi trước những cú sốc trong tương lai, trong đó có việc chuyển đổi hệ thống nông nghiệp. Một nhóm các nghị sĩ Mỹ đã đưa ra dự luật nhằm bảo vệ dữ liệu của người dùng nước này trong nỗ lực mới nhất nhằm đối phó với các quan ngại liên quan đến dữ liệu của người dùng ở Mỹ khi sử dụng các ứng dụng mạng xã hội nước ngoài, trong đó có TikTok. Cụ thể, dự luật yêu cầu Bộ Thương mại Mỹ phân loại dữ liệu cá nhân có thể gây hại cho an ninh quốc gia, cũng như đưa ra danh sách các nước có nguy cơ cao.
Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều nghị sĩ Mỹ khẳng định ứng dụng TikTok đã gây ra nguy cơ về bảo mật nghiêm trọng với dữ liệu của hàng trăm triệu người dùng ở Mỹ. Tuy nhiên, TikTok hiện nay vẫn phủ nhận mọi cáo buộc. Bản tin thời sự 9 giờ 30 phút của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.